Kính thưa quý khán thính giả của đài truyền hình SBTN, kính thưa quý vị, chúng tôi lại có mặt tiếp tục theo bước chân của Đại hội Toàn quân hôm nay. Và sau buổi sáng hôm nay, Đại hội Toàn quân đã mở một cuộc họp tiền đại hội với 18 vị tướng lãnh có mặt và rất nhiều hội đoàn, hơn 100 hội đoàn cựu quân nhân tại khắp nơi trên thế giới đã về tại miền Nam California để tham dự một đại hội toàn quân. Và 28 năm nay kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975, đây có lẽ là lần đầu tiên mà tất cả các cựu quân nhân, tập thể cựu quân nhân chiến sĩ quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã tập họp với nhau. Và theo dõi bước chân đó thì buổi chiều hôm nay thì chúng tôi đang có mặt tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ. Và tại nơi đây thì thưa quý khán thính giả, một lát nữa tất cả các đại diện của các hội đoàn các nơi sẽ tới đây để đặt lễ, để đặt vòng hoa tưởng niệm trước các tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ, kính thưa quý khán thính giả. Và hiện tại bây giờ thì chúng tôi đang nhận thấy rằng tất cả các cựu quân nhân đang có mặt tại đây cũng như là đồng bào đồng hương của khắp nơi đã đến đây tham dự rất đông. Và thưa quý khán thính giả, điều đặc biệt ngày hôm nay tại tượng đài thì ngọn lửa thiêng cũng đã được thắp lên. Và ngọn lửa thiêng này trước đây là ban tổ chức tượng đài đã dự trù là sẽ cháy 24/7 suốt ngày đêm, nhưng vì lý do và an ninh và kỹ thuật chưa được hoàn hảo cho nên sau đó đã phải tạm tắt. Nhưng ngày hôm nay thì đặc biệt là từ 5 giờ chiều đến 7 giờ chiều, ngọn lửa thiêng được thắp sáng lên. Và kính thưa quý khán thính giả, tất cả đồng hương của chúng ta đang có mặt cũng như là anh em cựu quân nhân không tham dự các cuộc hội thảo thì hiện tại đang tham dự các cuộc có mặt tại đây để tiếp đón tất cả đại diện của tất cả các cựu quân nhân khắp nơi về tham dự để đặt vòng hoa tưởng niệm. Và kính thưa quý khán thính giả, sau đó thì tất cả đại hội sẽ kéo đến mở dự một bữa tiệc đầu tiên, bữa tiệc hội ngộ của anh em cựu quân nhân tại nhà hàng Paracel Seafood. Chúng tôi xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả những hình ảnh mới nhất về đại hội toàn quân diễn ra ngày đầu, tức là ngày tiền đại hội. Xin mời quý khán thính giả tiếp tục theo dõi. Kính thưa quý khán thính giả, trong một không khí hết sức vui mừng, và kính thưa quý khán thính giả, hiện tại chung quanh chúng tôi là các vị tướng lãnh cũng như là các sĩ quan cao cấp ở trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975. Và hiện tại bây giờ tất cả quý vị đang đứng chờ để dâng một vòng hoa tưởng niệm đến tượng đài cựu chiến sĩ Việt Mỹ. Kính thưa quý khán thính giả, xin mời quý khán thính giả tiếp tục theo dõi những hình ảnh rất đáng ghi nhận vào ngày hôm nay, ngày đầu tiên của Đại hội Toàn quân. Bắt đầu tới đó sẽ đi cầu cao đó, đi câu lùi vô. Rồi, xây lưng lại, xây lưng. Tới! Vô! Hút một niềm, bắt đầu! Lễ đặt vòng hoa đến đây là chấm dứt. Xin kính chào tất cả. Em xuống, mình chẳng phải xuống. Ta phải, quay. Chụp, chụp. Mời quý vị cứ tiếp tục đi. Chúng tôi về đây để chúng tôi tổ chức lễ đại hội toàn quân trong 3 ngày. Ngày hôm nay chúng tôi dành buổi chiều này để đến đây chúng tôi tưởng niệm và cầu nguyện những chiến sĩ anh hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa chúng ta đã bỏ mình vì nước, cũng như người chiến sĩ Mỹ quân đội Hoa Kỳ đã giúp chúng ta bảo vệ tự do chúng ta trong những năm dài.
25 năm ở quốc gia chúng ta. Hôm nay tôi xin chân thành cảm tạ đồng bào ở Đại Nam Cali đã đến đây để cùng với chúng tôi dự cái lễ truy điệu này. Xin cảm tạ đồng bào đã bỏ thời giờ từ buổi chiều đến bây giờ, và chúng tôi xin gửi đến đồng bào những cái lời chúc tốt lành nhất cho anh em của anh em chúng tôi. Ngày mai đại hội đồng quân chúng tôi sẽ tiến hành tại Anaheim Convention Center lúc 8 giờ cho đến 9 giờ rưỡi. Chúng tôi trân trọng kính mời đồng bào đến để cùng chung vui với anh em lính chúng tôi, với tất cả những người chiến sĩ ở các nơi ở khắp Đông Châu về đây. Sự hiện diện của đồng bào là một niềm khích lệ hết sức cho chúng tôi ngày mai. Dạ, xin trân trọng kính chào tất cả đồng bào. Cảm ơn các anh em. Kiều Mỹ Dương kính chào quý khán thính giả cơ đài SBTN. Hôm nay buổi sáng vào khoảng 9 giờ, Kiều Mỹ Dương đang có mặt tại Anaheim Convention Center ở thành phố Anaheim, miền Nam California. Kiều Mỹ Dương sẽ làm một cái phóng sự cho đài ngày đại hội toàn quân. Thưa quý vị, người đầu tiên mà Kiều Mỹ Dương phỏng vấn ngày hôm nay may mắn được gặp là ông Đào Văn Bình, là cựu sinh viên luật khoa của Sài Gòn trước 1975 và là một cựu tù nhân chính trị đã ở tù đài dưới chế độ cộng sản và hiện nay là chủ tịch của tổng hội cựu tù nhân chính trị. Chào anh Đào Văn Bình, khỏe không? Dạ, chào Kiều Vĩ Duyên. Vì sao anh đến anh dự cái đại hội toàn quân ngày hôm nay ở miền Nam California? Dạ, thưa Kiều Vĩ Duyên, thưa quý vị thính giả, chúng tôi là cựu tù nhân chính trị và đối với anh em cựu quân nhân là anh em một nhà. Trong cái đại hội 8 vừa qua tại San Jose, chúng tôi đã đưa ra một cái nghị quyết và một bản công bố cũng như là lời chào mừng và khích lệ tất cả các khu hội cựu chính trị trên toàn nước Mỹ, Úc Châu, Canada về tham dự điểm trở cho đại hội của cựu quân nhân toàn quân này thành công. Bởi vì Tổng hội cựu chính trị quan niệm rằng khi mà quân đội mạnh đó thì cái thế giữ gìn cái tuyến chống cộng để hải ngoại này, mà cái tuyến chống cộng hải ngoại có mạnh nhá thì ước mơ dân chủ tự do cho Việt Nam mới có cơ hội đạt thành và hỗ trợ cho những phong trào đấu tranh hay những cá nhân muốn giải thể chủ nghĩa cộng sản và đem lại dân chủ tự do cho Việt Nam. Và nếu lực lượng cựu quân nhân tại hải ngoại này mà yếu thì cái tuyến chống cộng này yếu, lúc đó mọi giấc mơ sẽ không đạt thành. Tôi cho đó là một cái nhu cầu rất là thực tế. Kính thưa quý khán giả, bây giờ trên sân khấu thì đang chiếu phim và nhạc hùng liên tục. Trước khi bắt đầu, chúng tôi thấy có những lá cờ vàng ba sọc đỏ đang phất phới. Kính thưa quý khán thính giả, và hai bên cái hội trường thì chúng tôi thấy có những bảng là tất cả cho đại hội toàn quân và tất cả cho thế hệ trẻ và lý tưởng tự do dân chủ của dân tộc Việt Nam. Chúng tôi thấy những cái biểu ngữ như thế, và hầu hết những quan khách mà tham dự thì đa số là mặt tuổi trung niên và trẻ thì mặc đồ cựu quân nhân, các bà thì mặc áo dài rất là đẹp, ăn mặc rất là chỉnh tề và vui vẻ, có những cái chiếc áo đẹp lộng lẫy, đặc biệt là có thế hệ thứ hai tham dự rất nhiều. Chẳng hạn như quý vị thấy là Kiều Mỹ Dương giới thiệu là có tổng hội sinh viên miền Nam California, các em đến đây làm computer là chuyển tin đi khắp nơi trên thế giới. Trong vòng vài giờ nữa thì quý vị lên internet, lên đường đắt nét là quý vị có thể nhìn thấy những cái tin tức của đại hội này sẽ gửi đến khắp hoàn cầu. Kính thưa quý khán thính giả, Kiều Mỹ Dương tường trình từ miền Nam California ở Anaheim Convention Center ở miền Nam. Kính chào quý khán thính giả. Tham dự buổi lễ ngày hôm nay, chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện của, kính thưa quý vị, chúng tôi ở đây chỉ thu đọc thôi để tất cả mọi người biết sự hiện diện của quý vị. Và quý vị khi được đọc tên tới không cần phải đứng lên và xin hội trường cũng đừng vỗ tay hay gì cả, thì chúng ta sẽ không có mất thời giờ. Chúng tôi lấy sự hiện diện của các vị sau đây: ông Nguyễn Bá Cẩn, nguyên Thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa;
ông luật sư Lâm Lễ Trinh, cụ Cao Xuân Vĩ, ông tiến sĩ Lê Công Truyền, ông Trần Đình Trường và kính thưa quý vị, đặc biệt ông Trần Đình Trường đã tặng cho quỹ của ban tổ chức Đại hội Toàn quân một số tiền là 10.000 Mỹ Kim. Chúng tôi biết chắc là quý vị sẽ vỗ tay để cho chúng tôi không cản được. Và phía bên người Mỹ thì chúng tôi thấy có một ông trung tướng ủy tài, đó là Lieutenant General Erwin Sweedy, Representative of the Secretary of the Department of Veterans of Affairs of the United States. And người khác đó là Lieutenant Colonel Blake Mandeville, Representative of the Vietnam Veterans of America Chapter 785. Và ngoài ra chúng tôi thấy còn sự hiện diện của các ban đại diện các cộng đồng Việt Nam hải ngoại, một số các vị dân cử của Việt Nam Cộng Hòa, tổng hội sinh viên Nam California, và đặc biệt hơn nữa là đại diện của toàn thể giới truyền thông báo chí ở khắp nơi, nhưng đa số là ở quận Cam và quận Los Angeles. Sự hiện diện của quý vị liên trưởng của chúng tôi hôm nay, chúng tôi nhận thấy có Trung tướng Lương Quang Thi, Trung tướng Nguyễn Bảo Trì, Đô đốc Trần Văn Trương, Thiếu tướng Bùi Đình Đàm, Thiếu tướng Lê Minh Đảo, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình, Thiếu tướng Nguyễn Duy Hình, Đô đốc Đinh Mạnh Hùng, Đô đốc Đặng Cao Thăng, Chuẩn tướng Trương Dành Quây, Chuẩn tướng Lê Văn Thân, Chuẩn tướng Lý Tổng Bá, Chuẩn tướng Phạm Đăng Lân, Chuẩn tướng Trần Đình Thọ, Chuẩn tướng Từ Văn Bê, Chuẩn tướng Võ Dinh, Chuẩn tướng Nguyễn Văn Trích và một vị đại tá đặc biệt hiện diện trong buổi hôm nay, đó là đại tá Nguyễn Xuân Vinh. Và các hội đoàn ở khắp nơi trên thế giới đã về tham dự Đại hội Toàn quân của trong 3 ngày này. Chúng tôi đọc danh sách theo cái thứ tự mà chúng tôi nhận được khi quý vị ghi danh. Đó là Hội Cựu Chiến sĩ Minnesota, Hội Cựu Tù nhân Chính trị Oklahoma, Hội Cựu Quân nhân San Diego, Hội Cộng hòa Liên bang Đức, Hội Sĩ quan Thủ Đức Minnesota, Liên hội Cựu Chiến sĩ Hoa Thịnh Đốn, Hội Xây dựng Nông thôn Bắc California, Hội Cựu Quân cán chính Jacksonville, Florida, Hội Ái hữu Cựu Tù nhân Chính trị Pennsylvania, Hội Cựu Chiến sĩ Louisiana, Hội Cựu Chiến sĩ San Fernando Valley, California, Khu hội Cựu Tù nhân Chính trị Los Angeles, Hội Sĩ quan Chuẩn bị Thủ Đức Bắc Cali, Lực lượng Quân dân Chiến đấu Nam California, Hội Ái hữu Không quân Miền Trung California, Hội Quân báo Nam California, Tiểu khu Ninh Thuận, Hội Ái hữu Truyền tin, Tổng hội Đơn vị 101, Hội 81 biệt cách dù lực lượng đặc biệt, Hội Cựu quân nhân thuộc Marine County, Bắc California, Hội Hải quân Hàng hải San Diego, Sư đoàn 18, Bắc California, Tổng hội Nha kỹ thuật Tổng tham mưu, Hội quân cán chính Việt Nam Cộng hòa South Carolina, Tổng hội Không lực Việt Nam Cộng hòa, Hội Ái hữu Không quân San Diego, California, Khu hội Tù nhân Chính trị New York, Hội Ái hữu Sĩ quan Đồng đế, Hội quân cán chính Hawaii, Hội quân cán chính Honolulu, Hội quân cán chính Maui, Liên đoàn Lê Văn Hưng, Tổng hội Võ binh Quốc gia Việt Nam, Tổng hội Võ binh Quốc gia Việt Nam, Liên hội Cựu quân nhân Bắc California, Hội Biệt động quân Bắc California, Hội Võ binh Minnesota, Tổng hội Cựu chiến sĩ Houston, Hội pháo binh Houston, Ủy ban điều hợp câu lạc bộ lính Houston, Texas, Lực lượng đặc biệt Houston, Texas, Sư đoàn 21 Bộ binh Houston, Texas, Hội Ái hữu Thiết giáp Nam California, Hội Cựu quân nhân Kansas City, Hội Cựu tù nhân Chính trị Utah, Tổng hội Biệt động quân, Hội Cựu tù nhân Chính trị Hoa Thịnh Đốn, Hội Nữ quân nhân Hoa Thịnh Đốn, Hội Sinh viên Sĩ quan Chuẩn bị Thủ Đức Detroit, Sư đoàn 18 Bộ binh Texas, Khu hội Cựu tù nhân Chính trị Bắc California,
Hội sinh viên sĩ quan trường Đại học Thủ Đức Orange, California, Tổng hội Thủy quân lục chiến Việt Nam, Hội Thủy quân lục chiến Nam California, Hội quân cán chính Bắc California, Hội võ binh quốc gia Bắc California, Tổng hội Cảnh sát quốc gia Việt Nam Cộng hòa, Hội Cảnh sát quốc gia Nam California, Hội Cảnh sát quốc gia Orlando, Florida, Hội Cảnh sát quốc gia Minnesota, Hội Cảnh sát quốc gia Georgia, Hội Cảnh sát quốc gia San Diego, California, Hội Cảnh sát quốc gia Pomona, Hội Cảnh sát quốc gia thành phần hậu duệ Nam California, Hội quân cán chính Hải Ninh, Tổng hội Hải quân Hàng hải Việt Nam, Hội Hải quân Cửu Long Nam California, Hội võ binh quốc gia Nam California, Hội pháo binh quân lực Việt Nam Cộng hòa Nam California, Hội gia đình mũ đỏ Boston Massachusetts, Tổng hội gia đình mũ đỏ, Hội gia đình mũ đỏ Orange và phụ cận, Hội nuôi hổ nhà kỹ thuật Little Sài Gòn, lực lượng sĩ quan trường bị quân lực Việt Nam Cộng hòa San Diego, Hội cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng hòa Florida, khu hội cựu tù nhân chính trị Nam California, Hội cựu quân nhân Arizona, Học viện Cảnh sát quốc gia, cựu quân nhân Queensland Australia, Hội HO San Francisco, Hội cựu quân nhân Oklahoma và phái đoàn từ Âu Châu sang gồm có các hội cựu quân nhân tại Pháp, Hội cựu quân nhân tại Vương quốc Mỹ, Hội Hải quân Hàng hải Việt Nam Cộng hòa tại Pháp, Tổng hội cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng hòa Canada, lực lượng sĩ quan chuẩn bị Thủ Đức Bắc California cư an tư huy, Liên hội cựu quân nhân Dallas Fort Worth Texas, Hội Cảnh sát quốc gia, xin lỗi quý vị, Hội cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa Nam Florida, Hội Thủy quân lục chiến Đông Bắc Hoa Kỳ, Hội nhà kỹ thuật Đông Bắc Hoa Kỳ, Hội Yên Thế, Tổng hội cựu sinh viên sĩ quan chỉ huy Thủ Đức, Thanh thiếu niên đại hiệu, Tổng hội cựu thiếu sinh quân quân lực Việt Nam Cộng hòa, Hội thiếu sinh quân Nam California, Hội sinh viên sĩ quan Thủ Đức, Toronto, Canada, Tổng hội quân cảnh, Hội sĩ quan chuẩn bị Thủ Đức, San Diego, Hội sĩ quan chuẩn bị, Hội cựu quân nhân Portland, Oregon, Hội không trợ quân đoàn 4 Hawaii, Hội ái ứ sĩ quan liên lạc đồng minh quân đoàn 1, Hội cựu quân nhân Úc Châu, Hội không quân Vancouver, Hội biệt động quân Nam California, Hội biệt động quân, Hội ái ứ lực lượng đặc biệt Nam California, gia đình mũ đỏ Florida, Hội thủ quân lục chiến Việt Nam Cộng hòa Đông Bắc Hoa Kỳ, Cục an ninh quân đội Nam California. Và ngoài các hội đoàn này về tham dự đại hội toàn quân, chúng tôi còn nhận thấy sự hiện diện của truyền hình Việt Nam ở tiểu bang Michigan và VRN, tức là Vietnamese Radio Network, từ Dallas, Texas về đây, cùng với một số nhà văn quân đội từ khắp nơi trên thế giới về đây. Kính thưa quý vị, bây giờ là 10 giờ đúng. Chúng tôi, trước khi buổi lễ được khai mạc, chúng tôi xin trân trọng kính xin quý vị cảm phiền tắt các máy điện thoại cầm tay hoặc beeper, và cũng xin quý vị phóng viên cũng như quý vị đồng hương giới hạn sự di chuyển để thông hình trong nghi thức khai mạc của buổi lễ. Sự hợp tác của quý vị là góp tăng thêm sự trang nghiêm cho buổi lễ. Thay mặt cho đại hội toàn quân, chúng tôi xin cảm tạ quý vị trước. Kính mời các thành phần trách nhiệm vào vị trí sẵn sàng cho nghi thức khai mạc. Kính thưa quý vị, sau khi giới thiệu chúng tôi đã thiếu sót, chúng tôi nhận thấy sự hiện diện của Hội đồng Liên Tôn và cũng như Hội cựu tù nhân chính trị Bắc California. Xin cảm ơn quý vị và cáo lỗi cũng như thành phần chúng tôi đã thiếu sót trong lúc xướng danh quý vị.
Chúng tôi xin mời cháu Linh Đan Trần lên sân khấu để khai mạc cho buổi lễ khai mạc đại hội toàn quốc ngày hôm nay. Chúng tôi xin kính mời quý đồng hương, quý quan khách, quý viên trưởng cùng toàn thể các sư nữ đứng lên làm lễ khai mạc. Linda Trần. The United States National Anthem will be sung by Miss Linda Trần. Quốc cân kỳ, súng chào. Lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ bắt đầu. Oh, oh say, can you see? Chào quốc kỳ Hoa Kỳ chấm dứt. Quốc quân kỳ để xuống. Xuống. Kính mời quý vị cùng hát với chúng tôi quốc ca Việt Nam trong phần chào cờ Việt Nam Cộng Hòa. The Republic of Vietnam National Anthem will be sung by all. Quốc quân kỳ súng chào. Lễ chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu.
chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa chấm dứt, quốc quân kỳ đem xuống, xuống. Một phút mặc niệm để tưởng nhớ tiền nhân, anh hùng liệt nữ đã dựng nước, đã giữ nước và quân dân đáng chính đã hy sinh cho lý tưởng tự do. Em muốn được phái lên sòn đài và co sò phi đập. Quốc quân kỳ xuống chào. Phút mặc niệm bắt đầu. Chấm dứt, quốc quân kỳ đem xuống, xuống. Bên quân hiệu. Quốc quân kỳ trở về vị trí cũ. Đang quân kỳ. Đang. Kính thưa quý vị, Đại tướng Cao Văn Viên, nguyên Tổng tham mưu trưởng Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, khi được mời về tham dự Đại hội Toàn quân, vì lý do sức khỏe là ông đã không thể về hiện diện ở nơi đây với chúng ta ngày hôm nay, nhưng ông đã gửi một bức thư để ngỏ lời cùng tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị Thiếu tướng Bùi Đình Đàm sẽ tuyên đọc bức thơ của Đại tướng. Xin kính mời Thiếu tướng. Kính thưa quý vị quan khách, thưa quý vị tướng lãnh, thưa toàn thể các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, thưa quý đồng hương, sau đây là nguyên văn bức thư của Đại tướng Cao Văn Viên chuyển gửi cho đồng bào và đặc biệt là tập thể chiến sĩ trong Đại hội Toàn quân ngày hôm nay. Bức thư này đã gửi thẳng cho Thiếu tướng Lê Minh Đạo, Thiếu tướng Đảo Thân Vệ. Tôi rất cảm ơn Thiếu tướng đã gửi cho tôi thư riêng và tài liệu liên quan đến việc kết hợp các chiến sĩ Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Năm 1984, một số anh em và tôi thành lập Hội Cựu Chiến sĩ Quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại tiểu bang Virginia. Sau đó như lâu, chúng tôi đã dự đại hội tổ chức tại Dallas, Texas cùng với các hội đoàn khác của Mỹ, Âu và Úc Châu với mục đích kết hợp tất cả các hội đoàn thành một khối duy nhất. Rất tiếc, việc kết hợp không đem lại kết quả mong muốn vì có nhiều bất đồng ý kiến. Hội thì muốn xác lập và đặt các hội đoàn khác dưới quyền của mình. Riêng chúng tôi chủ trương xác lập trên căn bản bình đẳng. So với các tổ chức đã có từ trước, quý tổ chức có mấy sáng kiến sau đây. Thứ nhất, chỉ thống nhất đường lối, lập trường,
còn có hội đoàn vẫn độc lập hoạt động. Đề cập thứ hai đến vai trò tương lai của các thế hệ trẻ. Thứ ba, quan tâm đến vấn đề tài chính của tổ chức. Ngoài ra, chắc cũng nên nghĩ đến các vấn đề thông tin, báo chí cùng pháp lý. Dựa trên các sự việc nêu trên, tôi hoàn toàn ủng hộ chủ trương của quỹ tổ chức. Tuy nhiên, thiệt vì bất khả kháng, hiện nay tôi đã một cư sĩ và lại tuổi đã cao, cũng như sức khỏe rất kém, nên không có thể tham gia một tổ chức nào và tham dự các buổi họp mặt được. Mong quý vị thông cảm. Tôi thành khẩn cầu nguyện và tin chắc với nhiệt huyết và đoàn kết quý vị thành công trong việc kết hợp lần này. Thân mến, ký tên Cao Văn Viên. Tái bút, bức thư này có thể dùng thay thế tôi trong buổi họp tháng 9 sắp tới. Thân chào toàn thể đại hội. Xin cảm ơn Thiếu tướng Bùi Đình Đạt. Kính thưa quý vị, một trong những người đã bôn ba khắp nơi trong khoảng thời gian hơn một năm qua để vận động cho một đại hội toàn quân, một trong những người mà người ta có thể mang ông ra khỏi quân đội, nhưng không có ai thể có thể mang quân đội ra khỏi ông. Và hôm nay, với cương vị chủ tịch ủy ban tổ chức đại hội toàn quân, sẽ lên đây để chào mừng quý vị cũng như để tuyên bố khai mạc đại hội toàn quân. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị Thiếu tướng Lê Minh Đạo, chủ tịch ủy ban tổ chức đại hội toàn quân. Xin kính mời quý vị. Thưa liệt quý vị, trước khi tuyên bố lễ khai mạc, tôi có một phút để tôi nói lên một vấn đề. Ngày hôm qua, trong khi anh em chúng tôi đi tưởng niệm, đặt vòng hoa đài chiến sĩ Việt Mỹ, thì cảm động nhất là chúng tôi đã được một cái vòng hoa của một đồng bào ở đây, có thể nói là một phụ nữ, tặng cho chúng tôi một cái vòng hoa ra cả trình 100 đồng. Và thưa quý vị, người phụ nữ đó sống cuộc đời rất là khổ sở, người phụ nữ đã đi lùm lo, do đó chính cái lòng đó thương mến anh em binh sĩ, thương mến quân đội, thương mến tổ quốc, mà bắt buộc tôi phải hôm nay dành thời gian khúc đầu này để xin vinh danh và xin cảm tạ người ân nhân vô danh đó. Kính thưa quý vị, chúng tôi sẽ được thay mặt cho Ủy ban Tập thể Chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa Hải ngoại hân hoan chào đón và cảm ơn sự hiện diện của quý vị đến tham dự lễ khai mạc Đại hội Toàn quân ngày hôm nay. Đại hội sơ bộ của chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa Hải ngoại vào ngày quân lịch 19 tháng 6 năm 2002 tổ chức tại thủ đô Hoa Thành Đốn đã chỉ định tôi đứng ra vận động
kết hợp tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa hải ngoại và tổ chức cho được một ngày đại hội toàn quân vào năm 2003. Trong suốt 15 tháng liền đi vận động kết hợp, Ủy ban phối hợp tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa hải ngoại đã được sự hưởng ứng nồng nhiệt cùng sự yểm trợ trực tiếp hay gián tiếp về tinh thần và vật chất của đồng bào và thân hữu, của anh em quân nhân thuộc chủ lực quân, địa phương quân, nghĩa quân, của lực lượng cảnh sát quốc gia các cấp, của lực lượng bán quân sự và đặc biệt là của thế hệ hậu duệ. Mặc dù trải qua bao nhiêu khó khăn, trở ngại, anh em chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa hải ngoại đã cùng nhau về đây hội ngộ trong ngày đại hội toàn quân hôm nay. Kính thưa quý vị, đại hội toàn quân là một khúc quanh lịch sử. Lịch sử vì sau hơn 28 năm, những người đã từng cống hiến cuộc đời và xương máu mình để bảo vệ tự do, dân chủ, hạnh phúc cho đồng bào ruột thịt mình đến cuối tháng 4 năm 1975. Và mặc dù họ có thừa dũng lực, nhưng họ bị bắt buộc phải buông xuống một cách bất đắc dĩ, rồi hứng chịu bao nhiêu biến đổi đau thương của cuộc đời theo phận nước. Họ chịu đủ mọi thiệt thòi trong cuộc sống, nhưng tâm lòng họ vẫn luôn luôn còn tài ngũ. Và ngày hôm nay, họ đã quy tụ về đây để cùng nhau bàn chuyện nước, chuyện dân. Khúc quanh lịch sử, vì sau 28 năm cưỡng chiến miền Nam, Cộng sản Hà Nội đã không ngừng nghỉ bằng mọi thủ đoạn thâm độc, luôn tìm cách xóa sạch hình ảnh về thể chế Việt Nam Cộng hòa, xóa sạch đi hình ảnh yêu thương của quân đội Việt Nam Cộng hòa trong lòng người dân Việt Nam. Và tàn độc nhất, họ đã xua bằng bộ phận của những người nằm xuống trong các nghĩa trang quân đội. Nhưng Cộng sản đã hoàn toàn thất bại, vì ngày hôm nay đại hội toàn quân đã hình thành. Đại hội toàn quân là một nỗ lực của tinh thần, của nỗ lực, của thành quả toàn dân và khối óc, của hy sinh để kết hợp thành một động lực, để thống nhất về mục tiêu, thống nhất về lập trường, thống nhất về đường lối đấu tranh và thống nhất về phương thức hành động. Đại hội toàn quân là một tổ chức tự lập về tài chính, được tổ chức bằng tiền túi, bằng đóng góp của anh em chiến hữu, của gia đình họ. Cũng những hội đoàn thân hữu của cảnh tụng viên và nhất là của thế hệ con cháu của họ. Tự lập về tài chính nên đại hội toàn quân hoàn toàn độc lập về chính trị. Không chịu ảnh hưởng của bất cứ cá nhân hay tổ chức chính trị nào. Đây là một tổ chức của những người gốc lính, của anh em cảnh sát quốc gia và của thế hệ hậu duệ. Và họ cũng muốn ngồi lại với nhau để tiếp tục hoàn thành trách nhiệm dở dang mà đã có một lần họ đã làm không tròn. Họ cùng ngồi lại với nhau để tìm con đường cứu nước, để duy trì và bồi đắp truyền thống hào hùng của tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa, góp phần cùng đồng bào đấu tranh xây dựng một nước Việt Nam có dân chủ thật sự, trong đó quyền tự do căn bản được bảo vệ bằng một nền công pháp chân chính, hầu giúp cho công cuộc phát triển kinh tế của đất nước được phục vụ, làm cho dân giàu nước mạnh. Lập trường đấu tranh của chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa hải ngoại sẽ đặt quyền lợi tổ quốc, dân quốc gia, dân tộc trên hết. Không phục vụ quyền lợi cá nhân hay đảng phái. Không chấp nhận các chế độ độc tài và chế độ cộng sản.
không xen vào những vấn đề nội bộ của các tổ chức bạn và sẵn sàng yểm trợ các tổ chức bạn có cùng đường lối đấu tranh và mục tiêu chung với mình. Đường lối đấu tranh của tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa Hải ngoại sẽ ôn hòa, ưu tiên lấy đấu tranh chính trị làm căn bản, tuyệt đối tôn trọng luật pháp quốc gia mà mình đang sống, cùng với thế hệ trẻ chung sức đấu tranh để xây dựng một nước Việt Nam thật sự dân chủ, tự do và phú cường. Tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa Hải ngoại lấy quốc kỳ Việt Nam Cộng hòa màu vàng ba sọc đỏ và quốc ca làm biểu tượng. Kính thưa quý vị, Đại hội toàn quân ngày hôm nay đã quy tụ về đây 322 đại biểu của 114 hội đoàn đại diện cho các tổng hội hải lục không quân, quân lực Việt Nam Cộng hòa, địa phương quân, nghĩa quân, lực lượng cảnh sát quốc gia, lực lượng máy quân sự, thế hệ con em của họ cùng một số cá nhân được ủy ban phối hợp mời. Đại hội toàn quân cũng đã được sự tán thành và ủng hộ của 40 vị tướng lãnh, trong đó có 16 vị hiện diện trong ngày hôm nay và 22 vị khác vì tuổi cao, điều kiện sức khỏe kém không thể về tham dự nhưng đã có thư ủng hộ đại hội toàn quân. Kính thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin được phép có đôi lời của các chiến hữu trong ủy ban phối hợp và ủy ban tổ chức đại hội toàn quân. Các chiến hữu vô cùng quý mến của tôi nhiệt liệt vinh danh và chân thành cảm ơn các chiến hữu và gia đình các chiến hữu đã hết lòng góp sức giúp đỡ tôi trong suốt 15 tháng qua. Các chiến hữu đã cùng tôi vượt qua muôn vàn khó khăn vất vả. Chúng ta quyết đoàn kết và cùng quyết tâm thực hiện cho kỳ được ngày đại hội toàn quân hôm nay. Tôi xin cảm ơn các chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa trên khắp thế giới. Cảm ơn anh chị em dù không ở trong quân đội. Cảm ơn đồng bào. Cảm ơn các cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản ở khắp thế giới đã gửi thư, vi thư, điện thư, gọi điện thoại khuyến khích hoặc âm thầm hỗ trợ cho đại hội toàn quân của chúng tôi. Chúng tôi xin chân thành kính cẩn bày tỏ lòng tri ân của chúng tôi đến các bậc cao niên, các nhân sĩ đã không ngại tuổi cao sức yếu về đây khích lệ tinh thần và ủng hộ cho đại hội toàn quân chúng tôi. Tôi xin cảm tạ các tướng lãnh trong quân lực Việt Nam Cộng hòa đã giúp đỡ, ủng hộ, góp ý kiến cho chúng tôi cũng như ngày hôm nay về đây mà tham dự. Tôi xin bày tỏ nơi đây lòng cảm kích sâu xa cùng sự cảm ơn chân thành của chúng tôi đến các cơ quan truyền thông, báo chí, truyền thông, truyền hình trên các tiểu bang Hoa Kỳ, Úc Châu, Canada, Âu Châu và đặc biệt là tại quận Cam, thủ đô của người Việt tị nạn cộng sản đã tích cực giúp đỡ chúng tôi. Quý vị đã đóng góp một phần thật quan trọng cho sự thành tựu của đại hội toàn quân. Tôi xin cảm ơn thành phố Đức Tân Sài Gòn quy hoàng với rừng cờ vàng ba sọc đỏ. Đã trong nỗi lòng tay ân cần chào đón chúng tôi, những chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa Hải ngoại về đây để tổ chức một ngày trọng đại có tính cách lịch sử, ngày đại hội toàn quân.
Tôi xin nhiệt liệt hoan hô và cảm ơn các em, các cháu thuộc thế hệ trẻ đã thật tích cực, thật nhiệt tình tiếp tay cho các chú, các bác trong cuộc vận động thực hiện cho được ngày đại hội toàn quân hôm nay. Và sau cùng, chúng tôi xin tri ân toàn thể quan khách, toàn thể đồng hương kính mến ở khắp nơi và ở quận Cam này đã về để tham dự đông đảo, chia sẻ niềm vui với chúng tôi. Đây là một khích lệ vô cùng quý báu cho chúng tôi, tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa hải ngoại. Kính thưa quý vị, nhiệm vụ của quý báu phối hợp tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin long trọng trao trách nhiệm lại cho đại hội toàn quân để tiếp tục công tác thảo luận và quyết định hình thành một tổ chức mới, chọn lựa những đường hướng thích hợp, tiếp tục con đường vì quốc gia, vì chân nghĩa. Cúi sinh hồn thiêng sông núi Việt Nam, xin anh linh các tiền nhân tử sĩ quân dân cáo chính Việt Nam Cộng hòa phù hộ cho nguyện ước thiết tha của đại hội toàn quân sáng suốt tìm ra con đường cứu quốc cứu dân. Xin cảm ơn quý vị và các chiến hữu. Xin chào đoàn kết toàn quân. Thưa quý vị, nước nước lên đảo chủ tịch ủy ban tổ chức đại hội toàn quân. Dành cho thiếu tướng Lê Vinh Bảo, Lê Vinh Bảo một nhiệt tình khi quý vị toàn thể hội trường đã đứng lên vỗ tay thiếu tướng. For our guests who doesn't understand Vietnamese, we have the screen over here to my left to do the translation. But I notice that some of you is sitting on my right hand, so you is pretty difficult for you to see and to read it, and our apology for the misplace of your seat. And thank you for your understanding. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi có tất cả 9 người quan khách sẽ phát biểu trước quý vị về cảm nghĩ của quý vị trước đại hội toàn quân. Nhưng để thay đổi không khí, trước khi quý vị nghe một vị quan khách đầu tiên phát biểu, chúng tôi xin được công bố đến quý vị một tiết mục đặc biệt của Ban Văn nghệ Liên hội Cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa Nam California. Thưa quý vị, còn quê hương Việt Nam là còn tất cả, dù đường về còn nhiều chông gai bão táp, chúng ta vẫn quyết tiến bước, hãy phất cờ lên, ta về đòi lại quê hương. Trong liên khúc hãy đứng lên và ngày quật khởi do Ban Hợp ca nữ của Liên hội Cựu chiến sĩ Nam Cali trình diễn.
Chào.
toàn thể quý vị, đi đến thông báo trước của quý vị, chúng tôi sẽ xin vị quan khách được mời lên phát biểu. Và xin quý vị cố nán lại ở lại với chúng tôi. Chúng tôi xin hứa với quý vị là sẽ kết thúc vào khoảng 12:30. Người đầu tiên mà chúng tôi muốn được giới thiệu đến quý vị là một vị niên trưởng của chúng tôi. Ông lên phát biểu với cái tư cách là đại diện cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị Trung tướng Lâm Quang Thi. Xin kính mời Trung tướng. Kính thưa quý vị quan khách, các anh em, chị em, chiến hữu thân mến, tôi hôm nay tôi rất lấy làm sung sướng gặp đông đủ tất cả quý vị và các anh em chiến hữu trong một bầu không khí khích lệ và phấn khởi. Tôi nói khích lệ và phấn khởi bởi vì trong những tháng vừa qua, chúng ta đã đạt được những thành quả đáng kể trên phương diện vinh danh quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và thứ nhì là nêu cao lý tưởng quốc gia. Và thật vậy, trong những tháng vừa qua, trong một những năm tháng vừa qua, có một cái phong trào xét lại trong cái giới truyền thông của Hoa Kỳ. Họ bắt đầu họ nhận xét một cách trung thực hơn về cuộc chiến Việt Nam. Chẳng hạn hồi năm ngoái có một cuốn sách gọi là A Better War, một cuộc chiến tranh tốt hơn, của ông Charlie Lewis, một cựu sĩ quan đã từng chiến đấu tại Việt Nam mà bây giờ là giáo sư đại học Columbia. Ông khen ngợi quân lực Việt Nam Cộng Hòa và thành tích chiến đấu của chúng ta, và ông viết thư cho tôi. Ông nói là ông đang đi thuyết trình tất cả mọi nơi, kể cả cái viện Smithsonian Institute ở Washington DC, để rửa mặt cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Rất có nhiều bài báo khác đã xuất hiện trên mấy cái tờ báo lớn của Mỹ, rất có lợi cho uy tín của chúng ta, và họ bắt đầu họ nhận thấy cái tinh thần chiến đấu và cái những cái thành tích của quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong vấn đề bảo vệ quốc gia và bảo vệ lý tưởng tự do. Đặc biệt sau khi mà tôi xuất bản cái quyển The 25 Year Century do Viện Đại học Texas University xuất bản, thì tôi rất được nhiều thơ của độc giả Mỹ, kể cả các sĩ quan cao cấp đã từng chiến đấu tại Việt Nam, họ viết thơ cho tôi, họ cảm ơn tôi đã cho họ có một cái nhìn trung thực hơn về cuộc chiến Việt Nam. Có một ông đại tá Hoa Kỳ hồi hưu từng chiến đấu tại Việt Nam, trong lúc thơ cho tôi, ông kết luận một câu, ông nói: kính thưa Trung tướng, tôi kính chào Trung tướng và tôi xin kính chào các binh sĩ can đảm, can trường, những người của Trung tướng đã chiến đấu cho lý tưởng tự do. Về vấn đề nêu cao lý tưởng quốc gia thì cũng quý vị biết, các tháng vừa qua biết là bao nhiêu các thành phố Mỹ, các địa hạt Mỹ, kể cả tiểu bang Mỹ đã công nhận cái lá quốc kỳ Việt Nam như là cái lá quốc kỳ chính thức của cộng đồng tị nạn Việt Nam ở Hoa Kỳ. Và tháng 4 vừa qua tại thành phố Westminster này, chúng ta đã khánh thành cái tượng đài Việt Mỹ để vinh danh công cuộc chiến đấu của các sĩ quan, của các binh sĩ Mỹ và Việt Nam trong công cuộc bảo vệ lý tưởng tự do. Và trong buổi khánh thành này, tôi đã phát biểu ý kiến, tôi đã tố cáo trước dư luận quốc tế sự kiện mà Cộng sản Bắc Việt đã vi phạm đến các nghĩa trang quân đội của chúng ta, nó vi phạm đến cái tính cách thiêng liêng của nơi an nghỉ cuối cùng của các chiến hữu của chúng ta. Và tôi đã tỏ lòng tin tưởng rằng rồi đây các tượng đài tương tự sẽ được xây cất trên các thành phố khác của Hoa Kỳ, mà đặc biệt hơn nữa, nó sẽ được xây cất trên các đô thị của một nước Việt Nam tự do và dân chủ. Kính thưa quý vị, Cộng sản Việt Nam hiện nay đang trên đà xuống dốc vì chúng phải đương đầu với những cái ba cái hiện tượng rất là bất lợi cho chúng. Đó là sự hình thành của một cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại mà cái quyền lực kinh tế và chính trị càng ngày càng gia tăng. Thứ gì là cái hiện tượng toàn cầu hóa cái nền kinh tế, người Mỹ gọi là globalization of the economy. Và thứ ba là cái sự phát triển vượt bậc của nền tin học
tức là Information Technology. Ngoài ra, chúng đang gặp đương đầu với một cái lối thoát, một cái bế tắc không có lối thoát về kinh tế và chính trị. Nếu chúng không cởi mở thì chúng cũng chết, chúng cởi mở thì chúng cũng chết. Nếu chúng không cởi mở thì là tự nhiên không có đầu tư ngoại quốc, nền kinh tế của chúng sẽ bị phá sản và nạn thất nghiệp càng ngày càng gia tăng, và điều này sẽ đưa đến những hậu quả, những xáo trộn chính trị và xã hội khó có thể đo lường được. Mà nếu chúng cải tổ thì chúng phải tuân theo những luật lệ quốc tế và giao thương, trong đó có sự cạnh tranh công bình, có nghĩa là chúng phải giải thể các cơ sở quốc dân, mà các cơ sở quốc dân là nền tảng kinh tế và chính trị của đảng, và sự giải thể các cơ sở quốc dân là cái tiếng chuông, cái cáo chung của chế độ và của đảng cộng sản. Do đó lúc này hơn lúc nào hết, chúng ta phải đẩy mạnh cuộc chiến đấu của chúng ta trên ba bình diện: chính trị, kinh tế và truyền thông. Và trong cái cuộc chiến tranh này, quân lực Việt Nam Cộng Hòa là một cái chủ lực, có thể nói là then chốt, vì chúng ta có tổ chức, chúng ta có óc lãnh đạo, chúng ta có kinh nghiệm chiến đấu, và nhất là chúng ta có tinh thần đoàn kết và ý chí hy sinh. Hồi nãy có một anh phóng viên của con đài truyền hình hỏi tôi, nếu mà có những người quân nhân không có đủ, không có thời giờ, không có dịp để tham dự cuộc hội thảo hôm nay, thì Trung tướng có cái gì nhắc nhủ mấy anh em đó không? Thì tôi nói rằng, tôi nói lại với cái câu của ông tướng Charles de Gaulle của Pháp, sau khi ông rút quân khỏi nước Pháp để qua Anh Quốc, để đợi ngài trở về giải phóng nước Pháp, ông ta có một câu hết sức là lịch sử. Ông nói: Nous avons perdu une guerre, nous avons perdu une bataille, mais nous n'avons pas perdu la guerre. Chúng ta thua một cuộc chiến, một cuộc trận đánh, nhưng chúng ta thua được, chưa thua cuộc chiến tranh này. Thì năm 1975 chúng ta thua một trận đánh, nhưng mà cuộc chiến tranh Việt Nam vẫn còn đang tiếp diễn với mọi hình thức, và cuộc chiến tranh này chúng ta nhất định sẽ thắng. Thì trong niềm tin tưởng đó, trong niềm tin tưởng vào tiền đồ tổ quốc Việt Nam, trong niềm tin tưởng vào lẽ tắc thân của lý tưởng tự do, trong niềm tin tưởng vào tinh thần chiến đấu và tình đoàn kết cao sơn của các chiến hữu của chúng ta, tôi xin gửi đến tất cả quý vị và các chiến hữu lời chào đoàn kết và quyết tâm quốc tế. Thưa quý vị, Trung tướng Lâm Quang Huy, tiếng nói của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Xin cảm ơn Trung tướng. Thưa quý vị, một vị quan khách mà quý đồng hương và quý chiến hữu từ 55 tuổi hoặc lớn hơn đã nghe tên ông vào đầu thập niên 60. Ông đã từng là tư lệnh không quân Việt Nam Cộng Hòa. Và các bạn trẻ có lẽ đã nghe danh ông là một trong những khoa học gia nổi tiếng mang lại niềm hãnh diện cho dân tộc, hoặc đã được nghe ông gửi gắm tâm tư trong các sinh hoạt của giới trẻ hải ngoại. Thưa quý vị, chúng tôi được trân trọng giới thiệu cùng quý vị Đại tá Nguyễn Xuân Vinh. Xin kính mời đại tá. Thưa quý điều trưởng, quý chiến hữu trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cảnh sát quốc gia, lực lượng bán quân sự và gia đình, thưa quý vị đồng hương và tất cả các bạn trẻ, trong cuộc đời của chúng ta ai cũng có những ngày đáng nhớ. Tất nhiên đối với chúng ta, một trong những ngày đáng nhớ là ngày 30 tháng 4 năm 1975. Ngày ấy năm xưa chúng ta phải buông súng tan hàng để rồi giữ một niềm đau trọn đời. Với tôi trong 28 năm qua, thỉnh thoảng lại có một cái ngày đặc biệt làm tôi ghi lại như là mấu thời gian đáng nhớ
trên con đường quang phục quê hương của toàn thể chúng ta. Ngày 30 tháng 4 năm 1988, tức là cách đây đúng 15 năm, tôi có vinh dự được Đức ông Mai Thanh Lương giới thiệu để nói chuyện với hơn 1.000 người đồng hương ở thành phố New Orleans, tiểu bang Louisiana. Hiện nay ngài là vị tân giám mục tại giáo phận Quận Cam này. Tôi còn nhớ là đã nói trong đêm hành lễ tưởng niệm thật long trọng một cái lời cũng giống như được Trung tướng Lâm Văn Thi vừa nói, là chúng ta buông xuống nhưng không có nghĩa là chúng ta đầu hàng. Chúng ta chỉ lùi một bước, nhưng rồi sẽ cùng nhau tập hợp chỉnh trang hàng ngũ để hùng dũng tiến lên. Cuộc chiến chưa tàn, bốn chữ đầu viện cuộc chiến chưa tàn mà đôi khi tôi thấy được nhắc lại trên một vài bài viết đã giúp cho tôi giữ được cái niềm tin, cái tinh thần không bao giờ chao đảo, để lúc nào cũng cùng quý chiến hữu đứng hẳn về một bên làm danh quốc tộc. Đã gần 30 năm trời chúng ta đi tìm nhau để tới nhầm nhau, để tập hợp, để chờ một ngày phát quân. Mới đầu chúng ta thành lập những hội đoàn ở các địa phương, đôi khi còn dưới danh hiệu mà gọi ai hữu. Nhưng rồi chúng ta nhanh chóng kết hợp lại thành liên hội, thành đồng hội, để thành những lực lượng có đường lối chung rất rõ ràng, là cùng một lúc chúng ta góp phần bảo vệ nền văn hóa cổ truyền và xây dựng một cộng đồng Việt Nam thịnh vượng ở hải ngoại. Chúng ta tranh đấu nhằm mục đích trước hết giải thể chế độ cộng sản ở quê nhà, rồi sau này chúng ta cùng với toàn dân Việt ở trong hay ngoài nước xây dựng lại một nước Việt Nam dân chủ, tự do và phú cường. Kính thưa quý vị, một cuộc vận động để liên kết nào mà có tầm vóc cũng sẽ gặp phải khó khăn từ bên trong cho đến bên ngoài, từ bạn cho đến địch. Đại hội toàn quân được khai mạc ngày hôm nay với mục đích kết hợp tất cả các tổ chức, cựu quân nhân, cảnh sát quốc gia, lực lượng bán quân sự và thế hệ hậu duệ của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đang hoạt động ở hải ngoại, để thống nhất đường lối tranh đấu cho tự do, dân chủ và phú cường cho Việt Nam. Thực sự đã làm cho băng đảng cầm quyền ở Hà Nội bối rối kinh hoàng. Trong lúc này, Sứ quán Cộng sản Việt Nam ở Hoa Thịnh Đốn hàng ngày bị tràn ngập bởi những tin tức đánh về rằng đã có thêm một thành phố, một thị xã hay một quận huyện hay cả một tiểu bang, hoặc đã ra nghị quyết vinh danh ngày quân lực để công nhận ngày 19 tháng 6 là ngày chiến sĩ tự do, hay đã công nhận lá cờ vàng ba sọc đỏ như là biểu tượng của cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Thưa quý vị, nay sự thành hình của tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa hải ngoại bao gồm tất cả các đoàn thể cựu quân nhân và hậu duệ đã kiên trì tranh đấu để bảo vệ chính nghĩa quốc gia trong những năm qua, đã là một tiếng chuông báo hiệu sự khai tử cho bảo quyền cộng sản Việt Nam ở quê nhà. Những thắng lợi liên tiếp của cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại cộng thêm vào phong trào đấu tranh đòi hỏi cho tự do, tôn giáo và tôn trọng nhân quyền ở quốc nội, mỗi ngày một quyết liệt đã dồn tập đoàn cộng sản cầm quyền vào nước đường cùng. Tất nhiên chúng sẽ có phản ứng lại. Vì thế mà chúng ta phải đề phòng, cảnh giác những manh tâm phá hoại chia rẽ của dân tộc. Nhưng tôi quan quyết rằng từ một năm, từ một tuần nay, các đại biểu
các hội đoàn quân đội từ các nơi đang về đây tề tụ, khí thế tràn dân như sóng lớn đại dương, nên chúng ta sẽ coi những xảo thuật sử dụng dị tai loan tin đồn thất thiệt của cộng sản như bò bọt. Để có được ngày hôm nay, chúng ta đã may mắn được chiến hữu Lê Đình Đạo, vị tư lệnh sư đoàn 18 bộ binh anh dũng đã giải tỏa An Lộc khi xưa, và nay ông cùng một số chiến hữu tư nhân bỏ nhiều công sức nhận lãnh trách nhiệm đi vận động khắp nơi để tiến tới đại hội toàn quân. Sự có mặt ngày khai mạc hôm nay của các quan khách trọng tín, của các cơ quan truyền thông, của quý vị lãnh đạo tinh thần, của nhiều vị tướng lãnh, và nhất là của các bộ đoàn quân lực, cảnh sát quốc gia, lực lượng bán quân sự và các tổ chức thế hệ hậu duệ đến từ khắp nơi trên thế giới, là lời tuyên bố chung hùng hồn của chúng ta là đại hội không chịu ảnh hưởng của bất kỳ một nhóm nào. Kính thưa quý vị, đại hội toàn quân là của toàn quân. Các đại diện hội đoàn và các chiến hữu được mời, chúng ta đã ghi danh và ngồi trong hội trường. Chúng ta đã họp bàn về các cơ chế của tổ chức và sẽ tiếp tục hội thảo để tìm thấy những phương thức hữu hiệu để hành động. Rồi đây chúng ta sẽ bầu ra những người có trách nhiệm thực thi những quyết định của đại hội. Sức mạnh của tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa hải ngoại là sự đoàn kết nhất trí của chúng ta và tiềm năng tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền ở quê hương xưa của chúng ta. Thật vậy, hiện nay tôi cam chấp rằng không có một lực lượng đấu tranh nào mà có cả ba thế hệ quyết tâm một lòng như tập thể của chúng ta. Bằng chứng là trong hội trường có những vị đại nguyên trưởng tuổi đã ngoài 80, còn tôi đây để đứng trong hàng ngũ để được điểm danh, để có thể nói lên rằng có tôi đây. Và tiếp theo có những tráng niên hùng tâm ngất trời và đi sát cạnh cùng chung vai gánh vác, có cả một thế hệ thanh niên nam và nữ, những bạn tuy còn trẻ tuổi nhưng mà từ mấy năm nay đã chứng tỏ được tài năng để các giới hành pháp và lập pháp cấp tiểu bang và cả tiểu bang biết mặt biết tên. Khả năng của chúng ta đã được chứng tỏ qua những thành tích xây dựng cộng đồng, hướng dẫn con cháu cho sự nghiệp và tranh đấu cho sự tự do dân chủ. Tiềm năng của chúng ta có thừa khi chúng ta đã có thế hệ đàn em, con và cháu hăng hái lập cuộc để cùng dâng cao lá cờ chính nghĩa hiện nay tung bay ở nước ngoài, và mai sau sẽ dập dọt một trời cờ vàng ba sọc đỏ trên quê hương. Kính thưa quý vị, cách đây đúng 720 năm, dưới đời nhà Trần, vua nhà Nguyên Minh Tàu đưa một tên phản quốc làm nô lệ cho ngoại bang là Trần Di Ái sang làm vua nước Nam để dễ bề thống trị. Nhưng điều này đã bị diệt trừ, và khi vua nhà Nguyên đem quân sang xâm chiếm nước ta năm Quý Mùi 1283, vua Trần Nhân Tông đã hội các vương hầu và bách quan trên sông Bình Than để bàn kế hoạch. Khi đó hoàng thân nhà Trần là Hoài Vân Hầu Trần Cấp Toàn tuổi còn nhỏ, mới có 16 tuổi nên không được dự bàn. Sau mấy ngày thấy thế lực mạnh của giặc, nhà vua lại phải mời các vị bô lão tới điện Diên Hồng để hỏi ý kiến nên hòa hay nên chiến, và tất cả đã đồng thanh một lời là quyết chiến.
những chuyện đó xảy ra cách đây 720 năm. Thì nay lịch sử lại tái diễn. Bây giờ tập đoàn cộng sản bán đất dân biển cho trung cộng, lại cho ngoại bang áp dụng mô thức độc tài cộng sản lên dân lần, gây lòng tham đau khổ để cho lòng người ta thắng. Ở nước ngoài chúng ta trò này cũng đã gần 30 năm, mới được một thời cơ, và nay là người ở Nam Châu cũng như ở trong nước nhau nước chờ đợi tiếng trống giấy quân vang lên từ hải ngoại. Đại hội toàn quân đã bắt đầu, có mặt cả người già lẫn người trẻ, đồng cả mọi hàng ngũ quân binh. Vì vậy đại hội này có thể coi như là cả hai đại hội, hai hội nghị Bình Than và Diên Hồng hợp lại. Chúng ta đã có thế lại đạt được thời, chúng ta chắc chắn sẽ thành công. Và cái dựng đời ngày hôm nay, tôi sẽ ghi lại cái ngày hôm nay như là một ngày đáng ghi nhớ trong cuộc đời chiến binh của chúng ta, vì đó là ngày chúng ta xuất quân và sẽ thành công quang phục lại quê hương. Đồng chí đại tá Nguyễn Xuân Vinh, xin chân thành cảm ơn đại tá. Thưa quý vị, một người khách Mỹ mà quý vị có lẽ đã từng biết đến và lúc chúng ta đang đóng góp công sức để xây cất tượng đài tưởng niệm chiến sĩ Mỹ Việt trong cuộc chiến Việt Nam. Ông đã là thành viên của ủy ban xây cất tượng đài. Thưa quý vị, chúng tôi xin được giới thiệu quý vị ông ta. Và trong lời giới thiệu, chúng tôi xin nói tiếng Mỹ và hy vọng đối phát âm của chúng tôi đủ để quý vị hiểu. Ladies and gentlemen, please welcome Lieutenant Colonel Greg Mandeville. Greg Mandeville spent 20 years in the United States Army and retired with the rank of Lieutenant Colonel. He spent 2 tours in Vietnam, first with the 101 Airborne in 1967-68 and again in 1972 with the 15th Regiment of the 9th RVM Division as an advisor in the Battle of Unlock with Colonel Ho Ngoc Cần. Most recently, he was a member of the Vietnam War Memorial Executive Committee and director of the Vietnam Veteran of America Chapter 785 in Orange County. He now works at the Boeing Company in Long Beach, California. Okay. Thank you. Chào quý vị. General Dow, General T. General T, it's nice to see you this morning. I didn't interrupt you with helicopters, once those of you at the dedication. Translation may be different because listening to the talks before, I've changed my speech a little bit. So good luck with the speech I gave you before. My fellow great heroes of the Vietnam War, I'm a very proud Vietnam veteran, and I'm very humble to be standing here before so many great heroes and, of course, their families and those who have suffered as a result of the fight for freedom in Vietnam. I'm also a member of the Chapter 785, and I hope that my words today can represent the feelings of the American veterans, how we feel about the battle for freedom in Vietnam, and to you, the heroes of the war in Vietnam. And of course, my actions and the reason I got involved in the Vietnam War Memorial really was in my tribute to Colonel Khan, who I fought with in 1972 and who was a real hero.
It's been my good fortune after Vietnam to come to Southern California and to renew many friendships from the Vietnam War. As I mentioned, Colonel Khan, his memory made April the 27th this year a historic day, the day we dedicated the Vietnam War Memorial in Westminster. The memorial is, of course, for the American veterans, but as I mentioned that day, it's a day to remember the over 300,000 South Vietnamese that fought and died in Vietnam. It's a tribute to the over 20,000 South Vietnamese that are still unaccounted for. And it's a tribute and a remembrance of those, the families that have suffered also. The heroes in Vietnam that fought to save the culture, the religious freedom, and democracy. The memorial is to educate your children, your children's children, about the freedom in Vietnam and to preserve the flag of free Vietnam, so we will not forget. One of the main reasons we built the memorial also was to bring everyone together. And we tried to do that. And that's why I applaud your efforts today to bring everyone together. I want to thank you. The memorial was made possible by 98% of the funding coming from the South Vietnamese Americans, Vietnamese from all over the world. It could not have happened without your support. I ask you to continue to support the memorial. There's a lot more work to be done out there. The Vietnam War was a right and just war. And if you look at what happened then and what has happened since then, you don't have to question whether it was right and just. Communist Vietnam still remains one of the most oppressive and ineffective nations on earth. Lack of freedom of speech, lack of assembly, oppression of religious rights. And I think worst of all is what I witnessed firsthand when I went back there just last year, to see how they continue to persecute your fellow veterans, the South Vietnamese that are back there without arms and legs and no medical care. We have to do something for them. I know for many of you, Vietnam will always be your home, but Vietnam is where my youth was spent. My life changed forever. Many Americans' lives changed forever. And our friends died. It is a place American veterans want to see free. As mentioned, in many ways, we did succeed. Time has proven us right. Communist Vietnam does not look to Russia or the communists for help. Instead, they look to the United States, to the free world. Many of you are Vietnamese Americans or from Canada, or I even heard somebody was from Oklahoma. I'm from Oklahoma. But you are now citizens of this country or other country. You have much more strength when you use the flag of South Vietnam and the flag of the United States as you organize your events today to make sure that you unite and make sure that the people in Communist Vietnam know you're united now. It's important.
I'd like to make a point again. I personally hope that you do take up the cause of those in the South Vietnam, your fellow veterans missing arms and legs, and make sure they are given the opportunity to live like decent human beings. And now, after 28 years after the end of the war, I still know that American veterans stand behind you. Many of American veterans still don't get adequate medical care. Many American veterans are suffering from Agent Orange, post-traumatic stress syndrome, and I know many of you also have these same problems, and I hope this country finds a way to take care of those of you who have fought with us to preserve a free Vietnam. I hope you remember also that we won that war. You won the battles. Our Congress and the will of the people made that war end the way it did. I fought firsthand in 1972, and I saw what the South Vietnamese could do, you could do, with some support. And had the Congress and the will of the people stayed behind your efforts, we would have had a free Vietnam in 1975. In closing, I'd like to thank you again for the support for the Vietnam War Memorial. I know many of you visited the memorial last night. I drove by there. I felt like that was your event last night, not mine. But also, when I drive by there, I see the statues of two young soldiers, a Vietnamese soldier, very young, standing upright. But more importantly, I see the flag of Free Vietnam. I will argue with anyone here. I want that flag to fly forever more than anyone else here. It is a symbol of bravery, of the cost of freedom. It will never come down. You like your will to defeat communism in this country, starving for freedom. That flag at that memorial will never come down. Thank you again for inviting me here today. I wish you all good health, prosperity, and I know by pulling together, you can make a stronger organization and certainly have a free Vietnam where I will always stand beside you. Thank you. Ladies and gentlemen, Lieutenant Colonel Greg Mandeville. Thank you, Colonel. Qua những tràng pháo tay của quý vị, chúng tôi tin tưởng rằng và tin chắc rằng quý vị hiểu những lời ông ta nói, phải không ạ? Chắc chúng tôi không phải làm cái nhiệm vụ để tóm tắt cái bài diễn văn của ông ta. Thưa quý vị có đồng ý không ạ? Vâng, cảm ơn quý vị. Chúng ta sẽ dành được khoảng 2-3 phút. Kính thưa quý vị, để thay đổi không khí, kính thưa quý vị, chúng ta còn khoảng 6 người để lên phát biểu nữa. Thì chúng tôi cảm thấy cần phải thay đổi không khí. Kính mời quý vị thưởng thức một tiết mục văn nghệ. Kính thưa quý vị, trong thời gian gần đây, nền ca nhạc hải ngoại đã thấy xuất hiện nhiều ca nhạc sĩ trẻ. Một trong những tài danh đó tôi muốn nói đến Việt Dũng với nhiều tác phẩm giá trị. Anh còn là một nhà tranh đấu cho thuyền nhân nặng lòng vì đại cuộc. Xin quý vị một tràng pháo tay chào đón ca nhạc sĩ Việt Dũng. Thank you.
bằng tất cả hy vọng, bằng tất cả trái tim của một người Việt Nam, chúng con xin được phát gửi lời kính chào đến tất cả các anh em, các chú, các bác trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa từ khắp nơi trên thế giới về để tham dự Đại hội Toàn quân năm 2003. Chúng con chờ đợi ngày này, chúng con chờ đợi để được nhìn thấy những người anh, người cha, người chú, những người mà chúng con cưu mang, chúng con mang ở trong trái tim của chúng con như những anh hùng của cả một dân tộc. 28 năm, chúng con chờ đợi được nhìn thấy tất cả mọi người ngồi lại đoàn kết để gạt bỏ tất cả mọi tị hiềm, mọi khác biệt để trở thành một tập thể. Năm chúng con đã đi khắp nơi trên thế giới để nối tiếp con đường của các bác, các chú, các anh đã đi qua. Và khi những người trẻ hơn chúng con hỏi chúng con rằng: anh có nhìn thấy bậc cha chú của chúng ta đang làm những gì cho quê hương, cho đất nước? Con đã nói với họ rằng những người đó vẫn âm thầm làm việc, những người đó vẫn tiếp nối công việc của Triệu Trưng, của Trần Hưng Đạo, của Nguyễn Huệ, và những người đó không bao giờ bỏ cuộc. Thân phận của con là một chiến sĩ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tất cả những người Việt Nam và nhất là những thế hệ đi sau đều hiểu rằng nếu không có các chiến sĩ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa thì chúng con đã không có ngày hôm nay. Hai mươi tám năm trải dài có những ngày đấu tranh cùng với những người bạn trong các phong trào, trong các đoàn thể, trong các tổ chức. Con đã nói với những người bạn của con rằng hãy cố gắng, vì một ngày nào đó chúng ta sẽ nhìn thấy quê hương của chúng ta sẽ được rực rỡ. Thân phụ của con trước khi nằm xuống có dạy cho con một điều: nếu còn sức khỏe, trong lúc còn là trai tráng, hãy dùng sức mạnh của mình để tranh đấu cho quê hương. Ở tuổi trung niên, hãy dùng lý trí của mình để tranh đấu cho quê hương. Và khi con đã là một người cao niên thì hãy dùng những kinh nghiệm và tất cả trái tim của con để tranh đấu cho quê hương. Vì quê hương cần sự tranh đấu cho đến khi nào không còn đàn áp, không còn phản bạo, không còn chế độ cộng sản trên quê hương. Con chỉ xin thưa với các bác, các chú rằng không có tuổi già và cũng không có tuổi trẻ. Ở đây chỉ có một và một duy nhất là trái tim Việt Nam và màu cờ Việt Nam mà thôi. Trong tinh thần đó, xin được phép gửi lời chúc mừng đến Đại hội Toàn quân. Công việc của tất cả các bác, các chú còn rất nhiều. Chúng ta còn rất nhiều điều để phải làm. Còn quê hương Việt Nam còn phải tranh đấu. Còn những người tử sĩ, còn những cô nhi quả phụ, còn những thương phế binh, rất nhiều điều chúng ta cần phải làm. Và điều đó chỉ có thể làm được nếu tất cả mọi người cùng ngồi với nhau và cùng làm việc chung. Từ đó, những thế hệ hậu duệ, những người đàn em, những con cháu sẽ có thể cùng tiếp nối con đường của các bác, các chú đã đi. Nhưng bằng tất cả trái tim, con xin các bác, các chú, nếu các bác, các chú không làm thì các con cũng không có một con đường để noi theo. Và xin các bác, các chú nhân dịp này ngồi lại với nhau mà một lòng đoàn kết, để từ đó các con tiếp tục được nhìn thấy những gương anh dũng của các bác, các chú, và sẽ nối tiếp con đường các bác, các chú đã đi trong những ngày tới. Và con tin chắc rằng thế hệ trước và thế hệ sau sẽ một lòng, chúng ta chắc chắn sẽ đạt được thành công.
Trong đại hội toàn quân ngày hôm nay, con được chú Lê Minh Đạo mời lên đây để cùng chia sẻ với những thế hệ đi trước. Con cũng xin được phép một nơi này để gửi một bài hát để chứng tỏ lòng của các con đến với tất cả quý vị. Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây. Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây là những thế hệ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa oai dũng, của những thế hệ sau 1975 khi những người trẻ vẫn tiếp tục cuộc tranh đấu cho quê hương. Có những người đã nằm xuống, có những người vẫn còn đang tiếp tục cuộc tranh đấu cho đến ngày hôm nay. Con cũng xin được phép một nơi này để cùng chia sẻ với những anh em của con đã ngã gục trên đường phục quốc, như một Trần Văn Bá hay là rất nhiều những người khác, hay ngay cả những người bây giờ còn đang ở trong tù ngục vì đang tiếp tục con đường tranh đấu đó một cách âm thầm, như chiến sĩ Lý Tấn bây giờ đang ở Thái Lan. Và trong trái tim đó, trong tâm hồn đó, con tin chắc rằng tất cả mọi người hôm nay sẽ cùng chia sẻ với con. Vì mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây. Cho dù chúng con là những người đã cao tuổi, cho dù chúng con là những trẻ thơ, cho dù chúng con bây giờ đã là những người trung niên, hoặc là cho dù chúng con là những phụ nữ chân hiếu. Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây. Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây. Những đứa con bầu nhiệt huyết lần đây, mang dòng họ của Lê Lý Nguyễn Trần. Mẹ mặc cho con vai màn giữa nuôi con dòng xưa bắt chung mà con của mẹ là một dòng già vàng quên một lòng thiệt tan đủ tham tàn trên đầu voi Việt
Xin được tung hô một tiếng duy nhất: Việt Nam muôn năm! Việt Nam muôn năm! Việt Nam muôn năm! Quý vị đã nghe lời khẩn thiết kêu gọi tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa của Việt Dũng. Thưa quý vị, chúng ta tự suy nghĩ, chúng ta sẽ làm được những gì? Thưa quý vị, Cảnh sát Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa cũng đã là một lực lượng đóng góp nhiều máu xương trong cuộc bảo vệ miền Nam Việt Nam chống lại sự xâm lăng của Cộng sản Bắc Việt. Người phát biểu sắp tới, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị là Trung tá Trần Quang An, Tổng đội trưởng Tổng đội Cảnh sát Quốc gia Việt Nam. Xin kính mời Trung tá An. Quốc gia. Kính thưa quý chiến hữu cùng các bạn trẻ hậu duệ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và Cảnh sát Quốc gia. Tổng hội Cảnh sát Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa hân hạnh đại diện cho lực lượng Cảnh sát Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa hải ngoại xin kính gửi đến toàn thể quý vị và quý bạn lời chào đoàn kết và hợp tác. Được sự ủy nhiệm của Hội đồng Quản trị Tổng hội Cảnh sát Quốc gia và trước sự hiện diện của Thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình, Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia, Phái đoàn Tổng hội Cảnh sát Quốc gia tham dự Đại hội Toàn quân hôm nay trong tinh thần hợp tác và chia sẻ trách nhiệm với quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc đấu tranh chung cho quê hương dân tộc. Không biết, anh hỏi ai cũng biết. Cảnh sát Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa trước đây ngoài nhiệm vụ chuyên biệt như tất cả các ngành cảnh sát trên thế giới là thi hành luật pháp quốc gia, bài trừ tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự xã hội, còn gánh vác trách nhiệm nặng nề là chiến đấu chống cộng sản xâm lược. Máu của người cảnh sát quốc gia Việt Nam Cộng Hòa chẳng những tuôn đổ trong thành phố mà còn thấm ướt chiến địa ở khắp nơi. Trong cuộc chiến đấu bảo vệ miền Nam Việt Nam, Cảnh sát Quốc gia đã làm tròn trách nhiệm của mình. Cảnh sát Quốc gia đã phá vỡ các kế hoạch của Cộng sản, xâm nhập vào các cơ quan đầu não của chính phủ,
và các tổ chức quần chúng nhằm tạo cuộc tổng nổi dậy lật đổ chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Hạ tầng cơ sở của Việt Cộng ở miền Nam Việt Nam đã bị cảnh sát quốc gia vô hiệu hóa. Cộng sản Bắc Việt chỉ còn cách thôn tính miền Nam bằng vũ lực. Bằng giải pháp quân sự, Việt Cộng cũng sẽ không đạt được mục đích nếu Việt Nam Cộng Hòa không phải là vật hy sinh trong cuộc đổi trao quyền lợi quốc tế. Ngày 30 tháng 4 1975 không chỉ là ngày đau thương của một quốc gia nhược tiểu, mà còn là ngày sỉ nhục cho các giá trị đạo đức trong bàn giao quốc tế của các siêu cường. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cảnh sát quốc gia và các tổ chức bán quân sự đã phải buông súng, rã mũ và trở thành đối tượng trả thù tàn độc của Cộng sản. Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa phải chịu để mất nước, nhưng không bao giờ để mất lý tưởng tự do. Trong cuộc sống ly hôn 28 năm qua, chúng ta vẫn tiếp tục đấu tranh cho sự tự do, dân chủ của quê hương bằng mọi phương tiện, trong mọi hoàn cảnh. Chúng ta tập hợp với nhau trong hàng trăm hội đoàn, tổ chức để thực hiện hoài bão quan phục quê hương. Tuy nhiên, những tổ chức này dù có mục đích chung là chống cộng để giải phóng quê hương, nhưng có đường lối khác biệt nhau, có khi đối nghịch nhau, nên chưa tạo thành một sức mạnh tổng hợp đưa cuộc đấu tranh đến thắng lợi cuối cùng. Vì thế, trong tình hình hiện nay, sự tập hợp các cá nhân, đoàn thể của tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa ở hải ngoại thành một khối đoàn kết trở nên cấp thiết để tạo thành một lực lượng hữu hiệu trong cuộc đấu tranh chung của dân tộc. Một vấn đề then chốt cần phải giải quyết là phương tiện hoạt động, là tài chính của tổ chức. Tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa không thể nhận một nguồn tài trợ mờ ám nào để có thể bị lục lạc. Chắc hẳn những người đứng ra thành lập tổ chức cũng đang nghĩ đến những kế hoạch gây quỹ. Chúng tôi tin rằng nếu tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa nêu cao được chính nghĩa, làm sáng tỏ đường lối đấu tranh cho quê hương dân tộc, được sự ủng hộ của đồng hương ở hải ngoại, thì tài chính không còn là một khó khăn trở ngại nữa. Mọi người đều biết, hàng năm đồng hương Việt Nam đã gửi hàng tỷ Mỹ kim về trợ giúp thân nhân ở quê nhà. Như vậy, nếu có một tổ chức nào làm cho đồng hương tin tưởng sẽ cứu vớt được đồng bào trong nước khỏi cuộc sống cơ cực lầm than, thì chắc chắn đồng hương cũng sẽ ủng hộ công ích hầu giúp cho dân tộc, trong đó có thân nhân của họ được một đời sống tự do, ấm no, hạnh phúc. Tạo được niềm tin vững chắc trong lòng dân ở hải ngoại cũng như ở quốc nội là đã nắm chắc thắng lợi cuối cùng. Với các bạn trẻ hôm nay, chúng tôi nhiệt liệt hoan nghênh lòng yêu quê cha đất tổ và tinh thần dấn thân của các bạn. Chúng tôi không quên gửi một bông hồng đến phụ huynh của các bạn về thành quả giáo dục gia đình đã tạo được một thế hệ hậu duệ tương lai của đất nước, dân tộc. Các bạn đến đây không phải để được cha, anh, chú, bác dẫn dắt cách thức chống cộng, mà các bạn hợp mặt với nhau để tìm một con đường đi cho chính các bạn để phục vụ quê hương dân tộc. Các bạn là tương lai sáng lạng của đất nước Việt Nam tự do dân chủ và là ngày mai huy hoàng của dân tộc Việt Nam kiêu hùng. Các bạn đừng quên rằng hiện nay trong nước cũng có một thế hệ mới đã trưởng thành như các bạn,
mà một số đông đang được du học tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác trên thế giới. Họ là con cháu của cán bộ cộng sản cao cấp hoặc của giai cấp tư sản đỏ đầy quyền thế trong nước. Các bạn có tin rằng họ có thể hợp tác với các bạn hầu đem khoa học kỹ thuật và tư tưởng tự do về quê nhà, xóa bỏ chế độ cộng sản độc tài mà họ đang hưởng đặc quyền đặc lợi để được du học hiện nay chăng? Chúng tôi thế hệ đi trước ngay đã lớn tuổi cả rồi, chỉ còn đủ sức để cổ vũ tiếp tay và lót đường cho các bạn được mạnh dạn tiến lên cứu dân giúp nước. Các bạn chính là người viết tiếp trang sử vẻ vang của dân tộc sau thời kỳ đen tối kéo dài gần 30 năm qua. Kính thưa quý huynh trưởng, niên trưởng, quý chiến hữu và các bạn trẻ, Tổng hội Cảnh sát Quốc gia Việt Nam Cộng hòa đã trình bày quan điểm của mình và những sự khó khăn trong cuộc đấu tranh nhiều gian khổ cho quê hương dân tộc. Tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa không phải đứng ra để thành lập chính phủ quân sự lưu vong, mà quyết tâm cống hiến quãng đời còn lại cho quê hương dân tộc. Tương lai của đất nước dân tộc là do các bạn trẻ, hậu vệ và thế hệ trẻ của người Việt quốc gia đảm trách. Tổng hội Cảnh sát Quốc gia Việt Nam Cộng hòa tin tưởng rằng Đại hội toàn quân hôm nay sẽ đặt nền tảng cho sự kết hợp toàn quân và sẽ đi đến sự kết hợp toàn quân dân trong trận chiến cuối cùng để giải thoát quê hương khỏi sự thống trị của Đảng Cộng sản, đem lại tự do, dân chủ, vinh quang cho dân tộc Việt Nam. Tôi xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn Trung tướng Trần Quang An đại diện cho Cảnh sát Quốc gia Việt Nam. Kính thưa quý vị, bây giờ chúng tôi lại xin được thay đổi tiết mục để mời quý vị thưởng thức một tiết mục văn nghệ nữa. Trong những ngày qua, thưa quý vị, Trung tâm Asia đã cùng sát cánh bên cạnh ban tổ chức của Đại hội Toàn quân để cùng chia sẻ trong việc tổ chức và thực hiện. Ngày hôm nay chúng tôi xin phép mời quý vị cùng thưởng thức một tiết mục kế tiếp mà chúng tôi xin cùng chia sẻ với Vũ đoàn Lạc Hồng để gửi đến cho quý vị một tiết mục đã làm nhiều người rơi lệ. Mặc dù chương trình được tổ chức vào giờ chót để tái dựng lại màn hoạt cảnh này và quá gấp rút nên không có đủ nhân lực và y chang đạo cụ, chúng tôi xin kính mời quý vị xem đây là một món quà tinh thần, một món quà danh dự mà con cháu của quý vị đã cố gắng trong thời gian eo hẹp nhất để tái dựng lại tiết mục này, nói lên những mất mát đau thương và những hy sinh cao cả của thế hệ cha ông để vinh danh những người chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng hòa. Thưa quý vị, tiết mục sẽ do Vũ sư Luân Vũ điều khiển với Vũ đoàn Lạc Hồng. Mời quý vị cùng với chúng tôi bước vào hoạt cảnh anh hùng tử khí hùng bất tử. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
áo xanh tài hùng, hãy phất phơ làm hùng, mau cờ tung bay trước gió. Kìa đoàn quân chiến thắng trở về quê phố phường, thành công còn ghi dấu đầu số người. Xin ơi trong niềm tin yêu ơi, cứ đôi, cứ đoàn con yêu đã về đây, xu bao quân công mơ mãi thay, ngày chiến thắng bóng cờ tung bay, ngày chiến thắng. Thưa quý vị, bác sĩ.